vực quan sai chợ Vạn Phúc phiên cuối tuần. Bây giờ là câu sữa này nó để rất là gọn gàng. Ngày trước là trung tâm lập để cây hơi bị bành trướng đây, bây giờ để gọn gàng lắm, có quy hoạch, có quy hoạch rồi. Xem hôm nay có cây gì mới không. Thế là vẫn là một số cây nó cũ hoặc là nó ông na ná cũ, na ná cũ luôn. Tí nữa sẽ sang cái chỗ người đẹp ở kia kìa, đông đông ở kia kìa. Ấy là chỗ ông Tị thì sẽ có những cây hay ho. Để sang bên đấy các bạn nhé. Chỗ này thì sơ cua là không thấy cây gì mới và hay, kể cả có cây mới thì nó cũng không hay, không được hay mắt cho lắm. Để sang bên kia các bác nhé. Đấy, xanh cổ chắc bưởi cua à, không phải vời, vời chắc không chơi nữa. Quay thêm đi. À, có bắc cường. Bắc cường xanh cổ 4 triệu à? À, 4 triệu xanh cổ. Khó chơi quá. Đây, con này lá đẹp. Lá đẹp thế. Đây là chắc của ông vời rồi chứ. Vời. Vời này lang thang thành khách suốt. Vời chả ngồi đây bây giờ. Trực quay. Đấy, 2,5. Ổn định chậu rồi, rẻ quá. Hơi bật phong một chút, hơi bay một chút. Mai chút gì. Chà phúc phía. Cái mai này nó bệt ghê. Mỏng dính, thế mỏng dính. Chậm. Chợ bính như chợ quân chợ cũ mua hai chục triệu cây si là bao tiền chị? Cây này đâu? Này là cũng 2,5. Một mai đẹp đấy. Tay run quá. Con này run tay nó hay bị mất nét. Là cái hoa đẹp này cô ơi. Hoa đẹp. Cái này bao tiền chị? Cái này là âm. Đấy, hoa đẹp đấy. Đồ hoa bồ bonsai.
si. Si này và ngọn nó bé tí thì hay. Bé, có bể tí, khó nhỉ. Lại làm phiền chú đi. Ôi trời ơi. Hình với. Với dằm đẹp ghê nhỉ. Được không? Đẹp. Với đẹp quá. Cái này là bao tiền chú nhỉ? 2 triệu. Ổi à, ổi tàu đúng không? Tàu đấy. Tàu, kinh nhỉ, thân gập ghê nhỉ. Lên gập xuống. Tàu. Nghệ thuật đấy, ổi nghệ thuật đấy. Ổi nghệ thuật đấy. Sơn liễu ngoài chú thủy đây cây có thể lên cây sống không thì chết là tốt vậy. Lộc vừng to chưa lộc vừng. Chợ này vắng quá. Quay lại xem nào. Cảm ơn chú nha. Dưới này. Dưới này. Sang xem lại cây của ông Lập xem sao. Đấy hoa giấy này. Tung túc rồi, túc rồi. Đây, khu vực bên trong vườn ông Lập còn có cái gì bắt mắt tí không? Xanh quê ôi ôi và dây kinh quá. Chưa biết là bao nhiêu tiền. Nhưng mà vào dây thì sợ quá rồi. Sợ quá. Bố vừa mở hàng cái gì ấy? Xem nào. Vừa bay cái gì? Xương cá. Đây là mài. Có cá ngựa không? Đó xương cá đấy. Đúng rồi. Con cá ngựa, đôi cá ngựa đấy. Đôi cá ngựa.
Xương cá, cá ngựa. Đấy, đây cá ngựa đây. Cá ngựa đây. Hôm nào về vườn anh Công chơi nhỉ? Quay hết. Có phải có lòng lợn. Phải có đúng lòng rồi. Lợn. Chợ mà lại. Chợ gọi là lòng lợn. Lòng lợn chấm mắm tôm. Mắm tôm lại chấm với lòng lợn. Hàng nào chả có khách. Mà hàng mang một cây đi với mắm, mà hàng này đi còn đều mỏ. Đấy. Nhìn chưa? Giờ chưa được 1 triệu vàng. Bên gạo đông 30 cân thế này thiệt thành ghê. Ê, quay. Ta sang cái thằng này nó phải 2.000 sang 2.000 cái này này. Rồi 2.000 cây.